Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã tiếp tục trở lại theo dõi kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ bước 7 trong hành trình 8 bước chữa lành. Bí bước 6, My có nói các bạn hãy rèn luyện mình như một viên kim cương không góc chết. Thì bước 7 này, My sẽ nói mình phải rèn luyện như thế nào. Hình ảnh viên kim cương là My nói về tính cách và nội tâm của con người mình, chứ My không nói về ngoại hình hay tự cho mình là một viên kim cương, thì như thế là kiêu mạn và tự cao. Vì sư phụ của My hay dạy rằng mình chỉ nên xem mình là cát bụi, để mình không chấp tâm và thân của mình, để mình giữ được cái tâm khiêm tốn và tôn trọng mọi người. Vì cái tâm kiêu mạn sẽ đốt sạch phước của chúng ta rất nhanh. Và thường các bạn thấy là những người mà có cái tâm kiêu mạn, họ rất là dễ nóng giận, họ dễ sân si, và họ cũng là những người nặng ái dục. Để rèn luyện nó như thế nào? Thì như các bạn biết là kim cương được tạo nên từ những áp lực mạnh nhất so với các loại đá quý khác. Thì nội tâm của con người mình cũng như thế. Nội tâm con người mình nó có một cái sức chịu đựng và nghị lực rất là phi thường. Như vậy, để có được cái nội công thâm hậu như thế, thì các bạn sẽ phải đối mặt, rèn luyện từ những thử thách trong cái việc cư xử, xử lý những sự việc xảy ra trong cuộc đời bạn nè. Trong cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn cư xử như thế nào? Từ từ nó sẽ rèn luyện cho mình một cái tính cách, trở thành cái tính cách của chính con người các bạn. Kim cương là khi bạn dám mạnh mẽ đối diện, xuyên qua những nỗi đau, ôm lấy những nỗi đau và những khó khăn mà tưởng chừng như bạn không thể vượt qua được. Có cả những thất bại, và có lúc có cả những thành công ngọt ngào. Và đó chính là những cái thử thách dành cho bạn. Lúc mà bạn may mắn, bạn thành công, thì bạn có thay đổi cái tính cách của mình hay không? Và bạn có trở nên tự phụ hay không? Bạn có kiêu ngạo hay không? Và bạn đối xử với những người thân, những người xung quanh mình như thế nào? Mình hay có cái câu là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Thì khi mình có cái cơ hội may mắn, giàu có, thành công, thì mình sẽ dùng tiền của mình như thế nào? Và kim cương là khi bạn dám nói lên chánh kiến của mình để bảo vệ những điều đúng, những điều thiện theo nhân quả, đạo đức và pháp luật. Bạn dám đương đầu để bảo vệ kẻ yếu hay một người tốt mà họ bị oan ức, mà mình biết mà họ không thể thanh minh được với ai, nhưng mà biết họ là người tốt, họ không có làm những việc như thế, thì bạn mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ họ, bảo vệ chánh nghĩa. Dám đương đầu bảo vệ kẻ yếu hay là những người bị oan ức như thế, thì mình thấy là rất là hiếm người dám nói lên những cái điều như thế trong xã hội bây giờ. Thì mọi người sống trở nên lạnh lùng hơn. Nếu mà ai làm những cái việc như thế thì bị nói là làm chuyện bao đồng. Nhưng đó là cái cách để bạn rèn luyện cái sức mạnh nội tâm của mình từng chút một. Và kim cương là khi bạn dám đứng lên làm lại sau cái thất bại, sau những khổ đau, mà bạn dám nhìn và nhận lỗi về mình, không trách cứ những cái người đã gây cho mình những cái lỗi đó, không oán trời trách đất, tại sao tôi lại khổ như thế này, tại sao những chuyện này sẽ xảy ra, đã xảy ra với tôi. Các bạn đừng như thế.
Sau đó kim cương là mình dám hy sinh lợi ích của mình cho người khác nếu đó là một việc đúng. Kim cương là dám chia sẻ lợi ích của mình cho người khác, chỉ dạy cho người khác tốt lên, giỏi hơn mình, chỉ dạy tận tình mọi việc, hay thậm chí mình có bí quyết nghề nghiệp gì đó mình cũng chỉ hết cho họ. Kim cương là khi bạn làm được những việc mà người khác không làm được. Và có một điều mà mọi người hay phạm phải là họ hay đối xử tốt với người ngoài nhưng họ không tốt với cái người bên cạnh mình, người thân của mình, người xung quanh mình. Hay là thậm chí họ có cái tính là họ ai tốt với họ, ai cho họ được cái gì thì họ cứ thích nhận thôi mà họ không cho lại, và họ cũng không bao giờ nghĩ là cái người cho mình á là họ cần cái gì. Có những lúc mình phải đáp lại hoặc là đặt mình vào vị trí của người khác thì bạn hãy làm ngược lại. Chúng ta nên làm ngược lại là chúng ta phải đối xử thật tốt với những người xung quanh mình, với người thân của mình, với bạn bè mình. Mình trân trọng những cái mối thiện duyên đó. Tại vì những cái người mà mình gặp trong cuộc sống hàng ngày của mình, trong một mối quan hệ nào của mình, bạn bè, người thân, cha mẹ, con cái, vợ chồng, thì đó, những cái mối duyên đó đã được xây dựng từ những kiếp trước, nó gọi là thiện duyên. Và cũng nhiều khi có cả những cái nghịch duyên, nhưng thuận duyên hay nghịch duyên gì thì chúng ta cũng nên trân trọng và cư xử một cách thật yêu thương, bao dung, và để tiếp tục kết duyên với nhau, kết duyên lành với nhau theo những kiếp về sau nữa. Vì có một cái quy luật là khi mà bạn không tôn trọng điều gì, bạn bất cần cái điều gì thì điều đó sẽ mất đi. Hoặc là khi bạn khoe khoang cái điều gì thì điều đó sắp tới bạn cũng sẽ mất đi. Cái gì nó cũng có cái quy luật là mình cứ âm và dương nó phải cân bằng với nhau. Nhưng thường thì mình nên giữ cái phần âm. Có nghĩa là tại sao có cái câu là âm đức, có nghĩa là mình gieo những cái nghiệp lành, những cái điều phúc đức, nhưng mà mình giấu đi, mình đừng để cho ai biết. Thì khi mình giấu như thế thì nó sẽ âm, thì không ai thấy thì nó gọi là âm. Thì khi mình giấu như thế thì cái phước của mình, cái phần dương của mình ấy, nó lại càng tăng hơn. Khi cái nhân quả mà trổ ra thì bạn sẽ được nhiều hơn cái mà bạn đã cho. Cho nên là trong cuộc sống hàng ngày, trong cuộc sống gia đình hay thậm chí những mối quan hệ bạn bè xã hội, chúng ta nên trân trọng những cái mối thiện duyên đó. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái nghịch duyên, thì chúng ta cũng trân trọng và xem những cái nghịch cảnh đó, những cái nghịch duyên đó, những cái người làm cho chúng ta thấy khó chịu, bực tức đó, họ là những thiên sứ đến để thử thách cái con người của chúng ta, thử thách cái tấm lòng của chúng ta, là chúng ta rèn luyện để trở thành một cái nội tâm vững chắc, một nội tâm tốt đến đâu rồi đó. Chứ không phải là lúc nào mọi việc cũng thuận lợi suôn sẻ với các bạn thì các bạn vui cười, nhưng khi có cái chuyện trái ý với mình thì mình bực tức, mình trách móc người đó tại sao không tốt với mình, hay là trách trời trách đất. Thì các bạn hãy nhớ điều này, cái nghịch cảnh đó nó là một vị thầy của chúng ta đến để dạy cho chúng ta cái sự kiên cường, mạnh mẽ, đối diện, dám chấp nhận và vượt qua.
chiến đấu với nó. Không có một chiến thắng nào oanh liệt bằng bạn tự chiến thắng chính bản thân mình. Mình hơn thua với người khác, nhưng bản thân mình không dám đối diện. Có những lúc mình không phải là một người tốt, mình biết là mình đã mắc những cái sai lầm gì đó, nhưng mình không dám nhìn nhận những cái sai lầm đó của mình. Mình không dám đối diện trực tiếp với con người của mình. Thì như thế là hèn. Cho nên chúng ta đừng hơn thua gì với những người ngoài, những người xung quanh, mà chúng ta hãy hơn thua với chính bản thân mình. Hãy chiến đấu với chính bản thân mình mỗi ngày để mình rèn luyện một cái nội tâm như một viên kim cương bền vững trước mọi giông bão. Và chính cái nội công thâm hậu đó sẽ tạo cho các bạn một cái cuộc đời bình thản, một cái tâm an nhiên, bình tĩnh trước mọi vấn đề. Và bên cạnh đó thì không phải lúc nào chúng ta cũng khó khăn, đúng không? Có những lúc chúng ta sẽ gặp những cái điều may mắn, những cái cơ hội nó rất là hời đến với chúng ta mà chúng ta không ngờ tới. Thì chúng ta sẽ có những người thì trở nên từ khó khăn họ trở nên giàu có, thì họ trở nên khoe khoang, họ trở nên tự phụ, và họ cái tính cách con người của họ thay đổi hoàn toàn. Nhưng một viên kim cương, một nội tâm kim cương thì họ bình tĩnh trước những cái cơ hội, những cái thành công, những cái may mắn đó. Họ bình thản trước mọi sóng gió hay mọi cơ hội, vì họ hiểu rằng cuộc đời này là vô thường. Không ai mà khổ mãi, mà cũng không ai mà giàu mãi. Cuộc đời này, chúng ta đến với cuộc đời này đều mang theo một cái sứ mệnh. Sứ mệnh của một Thiên Chúa hay sứ mệnh của một người con Phật. Chúng ta đến để gieo duyên lành và cũng để trả nghiệp những cái nghiệp không tốt mà chúng ta, trong lúc mình vô minh những kiếp trước cho đến bây giờ mình vẫn vô minh. Có những lúc là mình vô tình tạo nghiệp mà mình không biết, hay có những lúc, những kiếp mà mình đã có cái tâm ác, mình đã lỡ gieo những cái ác nghiệp. Thì kiếp này chúng ta đến để chúng ta vừa trả và vừa gieo tiếp. Cho nên chúng ta hãy tận dụng cái kiếp sống này của mình mà làm thật nhiều những cái điều thiện, điều lành. Rồi chúng ta, nếu mà là những người con Chúa thì chúng ta hãy ngoan đạo và cố gắng làm thật nhiều điều phước thiện. Còn những người con Phật thì mi theo sư phụ thì mi có tu tập, thì mình cố gắng mình tu tập. Mình đến với cuộc đời này để mình tu tập, mình vừa gieo duyên lành và mình vừa trả cái nghiệp quá khứ của mình. Cho nên là tất cả những cái việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình, xảy ra đến với cuộc đời mình, tất cả đều là những thử thách và đã được an bài. Đa số là chúng ta theo nghiệp 70%, còn 30% là do cái phước của chúng ta hay là cái nghiệp của chúng ta đã gieo từ những kiếp trước để chúng ta có thể chuyển nghiệp được. Nghiệp là đã 70% rồi, còn 30% là các bạn có xoay chuyển được cái nghiệp đó hay không, hay là những, có những cái định nghiệp các bạn buộc phải đối diện, buộc phải trả, và có những cái nghiệp mà các bạn có thể xoay chuyển được bằng cách là các bạn cầu nguyện, các bạn sám hối mỗi ngày. Sư phụ mi dạy là mình sám hối mỗi ngày thì cái nghiệp của mình nó sẽ mỏng bớt dần. Mình cũng vẫn phải trả nghiệp, tại vì luật nhân quả mà. Bạn mắc nợ thì bạn phải trả nợ. Bạn không thể chạy ở đâu được, bạn không thể trốn được. Bạn trốn được một thời gian nhưng bạn vẫn phải trả. Một kiếp này hay những kiếp sau bạn đều phải trả, bạn đều phải đối diện, bạn không thể trốn được. Đó là quy luật. Nhưng mình trả bằng cách nào?
mình trả bằng cách là vui hay là đau khổ. Khi mà mình trả những cái nghiệp mà nó nhẹ, mình cầu nguyện mỗi ngày thì cái nghiệp mình nó sẽ nhẹ bớt. Có những cái nghiệp nó quá nhẹ thì nó sẽ mất luôn. Hoặc có những cái nghiệp nó nặng thì Phật và Chúa sẽ giúp cho chúng ta trả nó một cách nhẹ nhàng hơn, một cách bình thản hơn. Chẳng hạn, ví dụ như bạn có cái nghiệp là bạn phải bị chết vì tai nạn. Nhưng khi mình cầu nguyện, mình sám hối mỗi ngày, xong rồi mình phóng sanh, mình cúng dường cho những cái tổ chức từ thiện, họ làm đường, xây cầu, xây bệnh viện, xây nhà tình thương, vân vân. Bạn làm quá nhiều, bạn làm từng tháng, từng năm như thế, thì cái nghiệp đó của bạn nó nhẹ dần, nhưng bạn vẫn phải trả một lúc nào đó. Ví dụ như thay vì bạn bị tai nạn, bạn bị chết, nhưng khi mà bạn làm thật nhiều điều như thế thì mình vẫn bị tai nạn, nhưng mà mình vẫn bị sai sát chút xíu thôi, là coi như cái nghiệp đó mình đã trả xong rồi đó. Thì đó là lý do mà tại sao My hay khuyên các bạn là chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày. 365 ngày chúng ta đều cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện với Phật, cầu nguyện với đức tin của các bạn. Và khi có những cái nghịch duyên, những cái việc trái ý với bạn như thế, để giúp cho bạn giải cái bài toán của Phật đưa ra là bạn tiếp tục tạo nghiệp hay là bạn kết thúc cái nghiệp đó của bạn một cách vui vẻ. Đó, thì các bạn hãy suy ngẫm những cái việc trong cuộc sống của mình. Ví dụ trong gia đình, trong người thân của mình, nhiều khi là chị em đông, mẹ mình thương người này nhưng lại không thương người kia, là tại làm sao? Là tại vì mình có duyên với gia đình đó, nhưng kiếp trước á, mình gieo cái duyên không có vui vẻ với họ. Nhưng mà kiếp này mình không có chỗ nào đầu thai, mình chỉ có duyên với họ thôi, nên mình vào mình làm con của họ, nhưng mà không có được thuận duyên, cho nên là mình hay bị phân biệt, bị đối xử khác với những anh chị em trong gia đình. Nhiều khi là các bạn sẽ buồn, các bạn sẽ nói là trách cứ cha mẹ của mình, người thân của mình, tại sao lại đối xử với mình như thế. Nhưng My khuyên các bạn là đừng nên suy nghĩ như thế. Các bạn hãy nghĩ đó là cái cơ hội để các bạn rèn luyện cái nội tâm của mình, rèn luyện cái lòng từ bi của mình. Tại vì nhiều khi là con người mình, ai sinh ra là cũng hay bị những cái nghiệp bất thiện nó che mờ, nó làm cho mình nhiều khi không thông suốt được, không biết được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là việc nên làm, đâu là việc không nên làm, và cái cách cư xử và trải điều tình yêu thương với các con hay là những cái người mà mình gặp. Không ai đủ trí tuệ để làm những cái việc như thế, trừ các bậc thánh, trừ Phật, trừ Chúa ra, trừ những cái bậc thánh, các bậc A-la-hán thì họ mới đủ trí tuệ để họ cư xử đúng thôi. Còn mình chỉ dám cầu xin với Phật, cầu xin với Chúa là cho con có đủ trí tuệ để con bớt vô minh, để con có thể cư xử đúng nhất trong cuộc sống hàng ngày, con không làm tổn thương ai, con không gieo thêm tội nghiệp. Thì mình chỉ cầu xin như thế, và mình cũng thương người cha, người mẹ, người thân của mình, dẫu cho họ đối xử với mình không tốt, nhưng mình vẫn thương, mình vẫn biết ơn họ, và mình xem họ chính là những vị thầy được Phật đưa đến để cho mình giải cái bài toán của mình. Mình giải bài kiểm tra đó của mình mà mình đạt được điểm cao, có nghĩa là mình không oán hận họ, mà mình trải cái lòng từ của mình thương họ, thì từ từ mình sẽ cảm hóa được họ. Tại vì không ai mà ác hoài, không ai mà tốt hoài, cho nên là lúc nào mình cũng phải giữ cái tâm bình thản, nhìn mọi việc thật bình thản. Và cuộc đời này là vô thường, các bạn không có gì quá đau khổ, mà cũng không có gì
những cái niềm vui nó cũng nhanh chóng đến rồi đi. Nên chúng ta cứ bình thản, chúng ta đến với cuộc đời này để chúng ta cống hiến, chúng ta phụng sự, chúng ta làm nhiệm vụ của một thiên sứ, là mình cho đi tình yêu thương, cho đi sự tử tế đối với những người mà mình gặp, vì đó là cái thiện duyên. Và thậm chí là những cái nghiệp mà chúng ta phải đối diện, chúng ta phải trả, thì chúng ta hãy trả với cái tâm thế là thật bình thản, thật an nhiên và thật tử tế với họ. Thì như vậy chúng ta mới rèn luyện được cái nội tâm mà vững vàng, bền bỉ, kiên cường nhưng có trí tuệ. Chúng ta tốt nhưng mà chúng ta tốt có trí tuệ, chứ không phải chúng ta tốt mà chúng ta không phân biệt được đúng sai. Có nhiều khi mình tốt với họ, mình biết là họ lợi dụng mình, nhưng mình biết hết nhưng mình không muốn nói. Tại vì mình đối xử với họ với cái tâm thế là mình muốn cho đi, mình muốn tốt cho họ. Thì dù là mình biết nhưng mình không nói, thì hai bên gia giáp của mình, đức tin của mình luôn nhìn thấy mình cư xử như thế nào. Nên mình rèn luyện bản thân mình thành một nội tâm kim cương, nhưng mình hãy sống ở bên ngoài, sống trong cuộc đời này như một hạt cát. Nhưng hạt cát đó bạn phải là một hạt cát lấp lánh trong hàng ngàn vô số, vô hàng ngàn xa số những cái hạt cát khác. Khi mà mày nhớ cái cảnh mà mình lên máy bay á, mình bay lên bầu trời mà mình nhìn xuống mặt đất á, mình thấy được những cái gì mà nó lấp lánh, mà nó chiếu chiếu ở dưới mặt đất á các bạn, thì đó là những cái hạt cát lấp lánh. Đó, mình hãy sống như thế, mình hãy sống với cái tâm thế là mình khiêm hạ, tôn trọng mọi người, nhưng mình hãy là một hạt cát trong suốt lấp lánh, bằng cách là mình xây dựng một cái nội tâm kim cương của mình nhé. Và thứ hai là khi mà các bạn rèn luyện cái bản lĩnh của mình trước những cái sóng gió như thế, thì từ từ các bạn sẽ hiểu được là các bạn sẽ có cái tâm từ, cái tâm mà dễ bao dung tha thứ cho cái lỗi lầm của người khác. Khi mà mình rèn luyện được như thế, tự nhiên mình sẽ dễ dàng đứng ở vị trí của người khác và mình thông cảm cho họ. Có những khi là họ sai lầm, họ mắc lỗi, nhưng họ vẫn cần có một người yêu thương họ, cho họ cơ hội để họ quay về. Thì khi bạn yêu thương họ, bạn rèn luyện được cái tâm như thế, bạn sẽ rất nhạy cảm trước những cái vấn đề, bạn quan sát vấn đề và bạn hiểu thấu được có những cái sai và những cái đúng nó như là một lằn ranh giới mỏng manh. Mình nhích qua đây chút xíu là mình sẽ sai, mà mình nhích qua đây chút xíu thì lại là đúng. Cho nên đó, lúc nào mình cũng nên sống là ở cái tâm thế là bình thản, trung dung. Có nghĩa là mình không quá vui, mình cũng không quá buồn, mình không có quá tuyệt vọng, mà mình cũng không có quá mơ mộng. Đó, thì khi mà chúng ta rèn luyện như thế, thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra với các bạn cũng sẽ đối mặt được, các bạn cũng sẽ có được những cái cách xử lý, cư xử phù hợp nhất để mình có thể vững vàng bước qua những cái thiện nghiệp và những cái nghịch cảnh. Khi mà các bạn cầu nguyện mỗi ngày thì Phật và Chúa sẽ luôn bảo vệ bạn. Có một điều
mà sư phụ mi dạy rằng là Đức Phật là một vị thầy của trời người, nhưng vẫn có những việc mà Phật không không biết được, có nghĩa là Phật không biết hết được. Trong 3.000 thế giới này thì có bao nhiêu chúng sanh Phật không biết được. Đó. Cho nên là vì sao Phật không biết được? Tại vì cái tâm của chúng ta không hướng về Phật hoặc là bên đạo Chúa, cái tâm của các bạn không hướng về Chúa. Bạn không có đăng ký mình là con của Phật, mình là con của Chúa. Bạn không có đăng ký cái sóng wifi để kết nối với Chúa, với Phật, thì Phật không bảo vệ bạn được. Có những lúc mình gặp người xấu, người ác, nhưng khi mà họ gặp mình, họ nói chuyện với mình, họ giao tiếp với mình, họ thấy cái tâm của mình vững vàng, họ nhìn cái ánh mắt mình, họ thấy cái ánh mắt của mình hiền nhưng kiên quyết, thì là họ biết mình không phải là dạng vừa đâu. Mình không tự cao, nhưng mà họ cảm nhận được con người với nhau, họ cảm nhận được. Và có cái trường hợp là người yếu á thì hay dễ bị bắt nạt, đặc biệt là những người yếu về tinh thần thì dẫn đến họ sẽ yếu về thần kinh. Và những cái người yếu như thế thì hay bị những cái người mà thông minh, mà gọi là khôn lõi á các bạn. Sư phụ mình hay dạy một câu á, là người mà khôn lõi á, thông minh một cách khôn lõi thì không bằng với một người mà đạo đức. Thật ra á, là người ta biết là bạn khôn lõi đó, người ta biết là bạn lợi dụng, bạn thực dụng người ta, nhưng mà người ta không chắc. Mà người ta biết, cái người mà người ta biết có nghĩa là người ta phải thông minh hơn bạn rồi. Bạn nghĩ là người ta không biết, nhưng thực chất người ta biết mà người ta không nói. Tại vì sao? Tại vì người ta chọn, người ta là một cái con người đạo đức, người ta chọn cái sự từ bi vị tha. Cho nên là có những người thích bắt nạt người khác, mà những cái người bị bắt nạt là những cái người tinh thần yếu. Cho nên các bạn phải rèn luyện tinh thần của mình, nội lực nội công của mình từ trong ra ngoài, để khi mà những người xấu người ác mà họ đến với mình ấy, thì họ không thể làm gì được mình cả. Tại vì sao? Tại vì lúc nào mình cũng có sự bảo vệ của đức tin của mình cầu nguyện mỗi ngày, và mình đã rèn luyện được một cái thần thái, một cái quy lực vô hình nó tỏa ra, người ta cảm nhận được. Đó, cho nên là các bạn hãy cố gắng làm được như thế, các bạn hãy kiên trì với điều thiện. Những cái việc thiện nhỏ nhặt từng chút một mình cũng không bỏ qua, và những cái điều ác, những điều xấu từng chút một mình cũng kiên quyết từ chối. Và kim cương là khi các bạn dám từ chối những cái cơ hội, những cái thử thách, những cái lời mời ngọt ngào, những cái sự giúp đỡ ngọt ngào, hoặc là những cơ hội rất là hời từ những cái người mà họ không tốt, mình biết là họ không tốt, thì mình dám từ chối những cơ hội đó để mình bước chính bằng chính đôi chân của mình. Ví dụ như mình gặp một cái người đó mà họ đã có vợ rồi, họ hứa mua nhà mua xe cho mình với điều kiện mình phải qua lại với họ, thì mình hãy kiên quyết từ chối và làm theo đạo đức, đạo lý, nhân quả. Tại vì á, mình không muốn người khác làm cái điều tổn thương mình thì mình đừng làm tổn thương người khác. Người ta không thích mình làm như thế thì mình đừng làm. Có nghĩa là bạn làm cho người khác tổn thương thì bạn sẽ nhận lại tổn thương gấp trăm ngàn lần như thế. Hoặc là có những người vì thăng tiến mà mình nịnh bợ những cái người người xấu đó. Cho nên là mình để là một viên kim cương thì bạn phải biết từ chối những cái cơ hội đó. Và có một điều á, là các bạn, mình gieo duyên lành thì á, mình nên kết duyên lành với bạn bè, những người mà tốt đạo đức, cùng chí hướng với mình, những người mà cùng đức tin với mình. Đó, mình nên kết duyên lành với những người như thế. Tại vì á, khi mình kết duyên lành với những người như thế, mình
những lúc mình cần sự giúp đỡ của họ thì họ giúp mình mắc nợ người tốt, mình không có mắc nợ người xấu, tại vì mắc nợ người xấu họ sẽ kêu mình làm những cái việc xấu mà mình không thể từ chối được một lúc nào đó. Thì hôm nay My tạm thời chia sẻ với các bạn về bước 7. Đến đây là hết. Và My cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại những video lần sau. Và nếu các bạn thấy hữu ích thì xin các bạn hãy bấm vào hình của My ở kênh YouTube và các bạn đăng ký và share và like. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.